hai chồng uống cà phê mới về hay gì đấy. Đâu về hả? Đâu về? Uống phê hả? Trời ơi, tình tí rồi không ngọn bên luôn. Rồi. Xe này ve lui ve tới được không chú? Được luôn hả? À, vậy là ngày nào đi bán số về rảnh để chở vợ đi uống phê vậy ha? Dạ. Rồi mà cái hai cái chân mình không có đi được đó. Rồi mày mình đi lên đi xuống rồi đứng lên xuống đồ dễ không? À. Con gắn cái mít. Trèo lên trèo xuống bắt đầu nó khó quá. Khó lắm hả? Cô Lan có con sủa không sụm rồi. Bị đòn rồi con à. Rồi nó xuống vậy đó hả? Đâu 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 chú xuống coi. Mỗi lần xuống là khó khăn vậy đó hả chú? Ừ, khó gì quá nào. Vậy mà cũng chiều vợ đi bán về xong rồi cũng phải chở vợ đi nghe cái gì đó cho vui ha. Giờ này nắng quá nắng rồi sao hai chồng không kiếm cái miếng gì mà che cái chỗ mà mình ngồi lại đây chứ nắng quá rồi. Bà có cái miếng kè bỏ đi. Miếng mà leo lên không được. Bà chèo khó chèo nữa. Để bữa nào mượn cái ghế để lên treo lên. Ngồi ngồi xích xích vô đi con. Xích vô đây nè. Đây hoàn cảnh gia đình của hai vợ chồng nè. Cô bao nhiêu tuổi rồi? 62. Cô 62. Còn chú? Tôi Thành, biết Thành là trong biết nhiêu tuổi vậy? Tôi Thành 48. Tôi Thành thì năm nay chú được 48 rồi. Cô 48. À, cô 62, chú 48. Rồi xin chào bà con cô bác anh chị đã xem kênh Thảo 1990 Vlog. Thì hôm nay đến thăm hai vợ chồng. Vợ thì U62. Còn chồng thì U48. Hai vợ chồng sống ở trong cái căn nhà mục nát mọi người. Thì hai vợ chồng mới đi uống cà phê về. Thì anh em vừa mới tới luôn. Thì giờ để biết về cái câu chuyện của vợ chồng như thế nào thì chắc có thể là sẽ nhờ cô và chú chia sẻ ngày xưa cái duyên sao gặp nhau vậy. Hồi đó đó mình thấy vợ đó là đi sinh, thấy hoàn cảnh vậy thôi dắt về cái này không cho bà đi sinh nữa, đi sinh mang cái tội mà không có gì, rồi quay ra dắt về ở tới giờ luôn. Dạ. Hết không có gì nữa vậy. Vậy là cái duyên cô với chú gặp nhau là cô đang đi sinh, rồi chú trên đường đi bán vé số. Rồi chú gặp cô và chú thương là về đem cô về nhà đây cô mang tới bây giờ. Bao nhiêu năm rồi chú thím? Cũng cả chục năm ạ. Chục năm rồi ha. Ở trên cái mái tóc của mình ở trên đó là bị cái gì mà con thấy cạo hết trơn vậy cô? Nó hôm trước nó đau nó rụng nè. Hôm trước bà bị đó rồi về bắt đầu từ từ cái đó rụng xuống đó, rụng tóc. Còn có chút xíu. À. Chứ cô tên gì cô? Tên Hạnh. Cô Hạnh, còn chú? Tên Biết, Phan Văn Biết. À, con thấy là chú chở cô ở trên cái chiếc xe ba bánh nè, là hai cái chân của mình là không có đi được hả? Đi không được. Nào bị bao lâu rồi? Mới đây. Bị cũng lâu rồi đó, chứ không phải mới đây đâu, lâu lắm rồi đó. Là khoảng bao lâu á? Cũng khoảng ngày xưa đi được hả? Đi được rồi, cũng khoảng mấy 4-5 năm nay là không có đi được á. Nó đi được. Tự nhiên nó bị sao tê hay sao? Nó bị tê. Tự nhiên bị tê vậy đó hả? 4-5 năm nay là có xe rồi, mấy ông cho xe rồi đi lên xe không chứ. Rồi đó chạy xe đạp. Vậy là cô với chú là gặp nhau là khoảng 10 năm nay. Vậy là nếu mà vậy là cô Hạnh là ngày xưa là có đời chồng trước rồi hả? Có. À, có con cái gì không? Có hai đứa. Hai đứa con trai hay con gái cô? Gái rồi. Dạ. Thì có ở chung không? Không. Nó có chồng hết rồi, nó ở riêng hết rồi. À, có chồng hết rồi hả? Rồi hiện tại là bây giờ thì chú biết hàng ngày là đi bán vé số. Còn cô Hạnh ở nhà có làm gì không? Có làm gì đâu, làm lặt vặt ở nhà, rửa chén đưa bác rồi làm lặt vặt nhà chứ đâu có làm gì đâu. Dạ. Sáng thì đi với ông chút xíu gì đó rồi về. Đi uống cà phê ha. Còn chú thì lúc đó là mình có vợ con gì không? Có vợ đời trước rồi. Rồi dạ. Quay ngang về kiếm chuyện, quay ngang nó bỏ.
sao kiếm chuyện chú? Nó chữ rồi dưới phần còn đi bán số nữa. Cái nó chữ cái ông già ở nhà đó không biết sao. Ông già ruột hay ông già vợ? Ông già ruột. Cái quầy ngang cái ông qua ông đóng cửa lại. Thì sao có bà này cái đảo về cái kiếm chuyện ở, đâu ở bà nữa. À, vậy là lúc mà chú có cô Hạnh nè, là bắt đầu vợ trước quay trở về hả? Quay đảo về. À, về để mà sum họp lại hay sao? Về ăn kiếm ăn ở đời đó, à. Mà đâu ở được. Rồi vợ chú là với chú có đứa con nào không? Không, mới ở bà trước có cái chữa phá thai chứ một khác. Nó sao kỳ vậy? Thấy người ta không muốn người ta kiếm. Chú có thể chia sẻ cái hoàn cảnh của mình cho bà con biết và thông cảm nhiều hơn không chú? Hồi đó thì già cũng khổ, rồi bỏ đi thời gian. Rồi quay ngang gặp bà trước, cái dắt về. Dắt về cha mẹ đồng ý rồi. Cái cha mẹ đi qua anh Phú Phạt. Sao cái về bắt đầu qua với sao kiếm chuyện chữ. Chữ cái gì đó không dành nữa. Cái ông già ổng đi qua kêu ông em đi qua đóng cửa rồi mình cũng không biết nữa, nói sao đóng cửa. Cái về bắt đầu quay ngang em nó nói công an nó lên nó đóng cửa, mình cũng tin tưởng rồi chú hết chú. Là sao á, con chưa hiểu á, có thể kể chi tiết chút xíu được không chú? Không cho ở hay gì đó chứ. Không cho vô, không cho chung nhà. Như là đuổi chú bà. Đi khỏi nhà luôn á. Vậy là chú ra mình không? Rồi hai vợ chồng là cô vợ trước là có thai. Có thai. Có thai được bao nhiêu tháng mà lại phá? Nó có cũng hơi lâu rồi bắt đầu đi cầu. Rồi đó cái cầu dưới này nè. Đi sao biết ló nhỏ ra. Trời đất ơi. Ló nhỏ là mắm gạch cho luôn. À. Rồi lên mới hỏi, nói tay bà sao máu của bà. Nói đó nhỏ đều nắm gạch ra, thôi tôi lại cũng lại bà luôn à, bà quá gan rồi. May là nó không phá lại là may. Kiểu đó là kiểu nó phá lại là chết luôn. Bà quay tâm linh hả? Tâm linh phá lại hả? Ừ. Kiểu như gấp ra luôn là chính cái đường ruột đó. Nó không, kiểu như mình không có cái gì đó rồi. Dính cái đường ruột, dính cái đường ruột theo đó. Nó ghê vậy? Quá gan. Nó bảo quá gan. Mấy tháng chú? Nó cũng tận hình. Tượng hình rồi cũng 3-4 tháng rồi đó. Tượng hình này. Tượng hình vậy là 3-4 tháng. Ừ, 3-4 tháng. Tượng hình là 3-4 tháng. Nắm kéo ra luôn. Ừ, tượng hình là cũng phải lớn rồi nè. Là cũng 3-4 tháng đó. Vậy là nếu mà vậy là biết con trai gái luôn rồi. Ừ, biết hết rồi. Quay ngàn cái lên. Lên mới không hỏi. Ai dám đâu. Quay ngang nó nói về thằng trai, nó thôi, tôi cũng chạy bà luôn rồi. Bà cũng hết vậy. Bà gan quá gan rồi. Giờ hơn là bà không có làm sao đó. Cái đó là dính cái đường ruột cung rúng nó vô đó luôn rồi đó. Nó có cái đường ruột cung rúng vô đó luôn rồi. Lên máu nghe tay nghe đổng quét hết trơn. Dục với hầm cá luôn. Rồi quay ngang mới chôn, nghe nói chôn. Chôn hay dục? Chôn. À. Ghê vậy? Nghe chú kể ghê là vậy. Bà không chết là hên. À. Tại vì cái đường ruột cúng cúng của nó đó dính với đường ruột mình. Dạ. Nó dính chung với nhau. Quá gan. Nó dính liền mà. Dính liền theo đoạn đó ôm cái lá nhau nó bên nút mà nó bú mà. Vậy làm con chú mất luôn. Mất tiêu luôn. Là từ lúc mà xong cái vụ đó là vợ trước của chú là có người khác luôn hay sao? Ừ, có người khác. Trời ơi. Đưa quay ngang nó bỏ lên Mỹ Lương chảnh á. Có thằng ở trên Mỹ Lương á. Cái thấy vậy thôi, lên chảnh. Lên chảnh mà ông nói mà lên chảnh cái chừng vợ chồng nó quýnh mày đó. Ừ. Nó bây giờ quýnh nó cũng không sợ nữa. Tôi có giấy kết hôn đàng hoàng luôn. Tôi quay ngang cái thấy gì ở bằng đêm luôn, ở đó dành đang lấy ba đồ đem như này. Đem như này qua với sau lên tôi ấp thì thở ấp trình nói với ông lại rằng đó ông coi nhỏ nào lạ mặt á, không mời ra đây.
mà lại hai chồng hết. Cái quay ngang lại rồi xong chui nói bây giờ ấp hỏi bây giờ bà còn thương ổng nữa không? Thấy không? Rồi không thôi. Rồi thằng mình nói thằng chồng ta vậy đó mà mày dám dắt vợ người ta đi. Sao bà chịu thì tao mới dắt. Rồi kì bỏ đi vô ông chùa á, đi bỏ nhà đi. Cái quay ngang cái chặn đường quýnh, quýnh bà. Quay ngang cái giờ chả nó kéo thằng chồng nó xuống. Kéo thằng chồng nó xuống đập. Mà nhà ở trong nhà chứ ở ngoài chết rồi. Trong nhà người ta. Cái gì người ta mới nói thôi đi mẹ ơi, bỏ đi, nó bỏ bỏ. Cái bà mẹ luôn, bà nói cái bà mẹ à, bên đây nè, ta thấy vậy ta nói thôi. Ta thấy vậy ta mới về đây, ta mới kêu. Ta nói bà ba, bà cho chồng bà dước không biết về rồi để chồng hẹn, hẹn quýnh không biết cái chết à. Cái về, không kêu về nữa. Cái bà nói thôi bây giờ con về đi con ơi. Thôi thấy vậy mẹ năn nỉ thôi về. Về đây nhà. Về nhà qua bắt sau cái tì nữa. Đi sao bắt đầu ra sao để về. Về cái mới bán bó tre sau này đó. Mới đi chơi. Đi chơi mới gặp bà này nè. Sau này lại gặp cô này đó ha. Ngày sau mới gặp bà này nè. Thì câu chuyện đó tới giờ là cũng trên 10 năm ha. Dạ. Chứ ông có muối ăn muối. Nó có cháo hoàng cháo, có giàu hoàng giàu, chung sống với nhau, ở đời vậy đó, ở đời cho người ta thương. Rồi hỏi chú ơi, chứ đàn ông thì người ta dễ lắm, người ta thôi mình, người ta kiếm sao cũng được, không ai cừ. Còn mình đồng bà là người ta cừ á. Dạ. Mấy đồng bà buôn này bắt người kia đó, người ta cũng cừ. Hồi đó sao mà cô thường lại thương chú biết thấy ông vậy đó không, không lo làm hay gì thấy ông vậy đó là không ai nuôi rồi thấy vậy thôi kệ mình cũng thu kỳ mình cũng thôi chồng dạ thôi mình dám giờ hai bà gáp lại nhau mười mấy năm nay rồi có thằng cô Tí nào không 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 hả hết cô Tí rồi hết cô Tí rồi giờ hết thăm cô Tí rồi kiếm thằng nhỏ nào để cho nó hủ hỉ đang vui cửa vô nhà vậy chứ kiếm con nuôi giờ không kiếm luôn nữa chứ bà bây giờ đâu còn nữa đâu còn đâu còn gì có còn đẻ lớn tuổi rồi biết gì nữa rồi kiếm cô Tí cô Hạnh gì nữa hết á ở vậy đi hồi xưa không kiếm thôi chứ giờ sáu sáu mấy thì kiếm gì nữa hả kiếm gì nổi nữa kiếm lúc gặp ổng mà bốn mấy 50 tuổi thì kiếm được rồi còn giờ không kiếm gì nữa ba mấy 40 tuổi thì kiếm được còn giờ kiếm gì nữa anh kiếm giờ kiếm xuống lỗ quá như châu ông già quýnh lên quýnh xuống rồi quay ngang ở giò có tạc quay ngang ông nói á mà đi giống tao ơi rồi hỏi làm sao đi giống ba ba được đâu mà đi giống ba nó có tạc rồi đã kêu đi giống ổng chơi ruột mình luôn hả? Chơi ruột á. Có chú có tật sao mà đi giống được? Rồi bởi vì hôm nay à mà đi giống tao thôi, đi sao được rồi đi. Dạ. Nó thôi có tật mà kêu đi giống ổng. Con già cũng độc đó. Bà, quay ngang cắt cỏ. Tôi nghĩ là ông già ghẻ chứ không phải ông già ruột luôn. Cắt cỏ quay tao ngang. Tao không biết người ta nói ông già ghẻ chứ đâu phải già ruột. Cái đội bó cỏ lên đó, cái đường mương lớn nè. Thì dục bó cỏ xuống đặng mình bước qua cái ông kêu một hai phải đội lên bước ngang té bệnh treo lớn quất té đáy quần vậy là mình được mấy người anh em anh thứ hai là lớn hết á dạ ông bơm thứ hai ông bơm mà rồi sao mới tới bà định sao đợi tới ông bòn bòn sao tới bà năm năm thảy rồi sao đó mới tới tôi năm sáu người vậy năm sáu người ha
Vậy là chú là giống như cha không thương ha. Ừ. Mấy người kia có bị như vậy không? Không. Có hai hai người gái à? Hai người gái là bốn người trai gì đó. Ba người. Đó ba người gái. Ba người gái, em là bốn người trai à bà gì đó. Rồi mầm thứ hai. Rồi bà đánh thứ ba. Con bồng thứ tư. Thì bốn người trai. Ừ. Ba người gái. Bảy người. Ừ. Mà chết hết người rồi, chết ông thứ hai rồi. Ba chú còn không? Mất rồi. À, mẹ thì cũng mất luôn ha. Ừ, bà cũng mất luôn rồi. Từ đó cái nhà này nè. Nhà này rồi bắt đầu ngàn em với chú nó bán. À, vậy là cái nhà này là bên đó là cũng đất của mình luôn ha. Ừ, đất mình luôn. Bán bên. Thiếu nợ, thiếu nặng nó xuống nó bán. Thiếu nợ á. Ừ. Chiếc xe lăn bên đó là của chú, thường thường là mình cũng đi bán số mình đẩy đó. Ừ, sau này mới thiết kế lên cái chiếc xe điện chạy ha, xe Honda. Ừ, xe Honda ha. Đậu cho không biết bao nhiêu chiếc xe này rồi đó. Tôi cho lên ta hết. Thấy hoàn cảnh mình thấy vậy rồi có nhiều người khổ hơn mình nữa. Thế vậy thôi cho. Còn chiếc này cuối cùng là để xe cua đó. Lỡ chiếc xe đó có cái gì thì lấy xe này ra. Thế hoàn cảnh là khổ hơn mình nữa. Thôi thấy vậy mình có mình cho người ta lợi. Ừ. Ông nói ai cho xe điện nước vậy. Tôi nói thôi trời đừng đem về nữa. Hai chiếc được rồi. Để người ta người nào không có người ta cho là người đó đi. Đem về nó không có chỗ để. Mấy cái hai cái chân có đi điều trị không? Không chú. Để gì luôn á? Chịu đựng luôn tới giờ luôn á gì? Ừ, tới giờ luôn. Đi bấm nguyệt gì không? Không. Chạy điện đồ đó. Mình đi giật lấy trị liệu đồ chắc phục hồi mà. Đụng mở ra đó, cái gà phóng 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 đó. Ở sao còn có chút xíu luôn nè. Nè. Ban ngày thì đi bán vé số. Rồi về thì cũng bỏ thời gian ra nhổ tóc may cho vợ ha. Dạ. Nhà này cũng rất là nhỏ nha bà con. Thương con nhiều không chú biết? Nhiều. À, tuy là lớn tuổi hơn mình nhưng mà này là cũng như là một cái duyên vợ chồng nhau ha. Đúng rồi. À, rất là thương con ha. Còn con? Con Hạnh hả? Thương mới ở với ổng. Còn không thương sao ở được. Dạ. Thương cũng thương nhiều. Thấy ổng vậy đó. Mình thương. Ừ, có ai dị nghị gì không? Có ai nói gì không? Người ta cũng có nói mà thí dụ người ta nói mình đâu có biết được. Ừ. Ta nói ha. Nhưng sao vợ chồng mình hạnh phúc là được phải không? Ừ, mình thương là mình thương. Dạ. Ai nói thì nói. Ta nói gì ta nói ha. Ừ. Ta à. Nói thì mình để ngoài tai đi. Mình không nghe. Tình yêu mà không phân biệt tuổi tác mà đúng không? Đúng rồi. Miễn sao vợ chồng hạnh phúc được rồi. Ừ. Như vợ chồng trẻ nhưng mà nhiều khi ta không hạnh phúc, còn này già cô với chú sao? Hạnh phúc. Dạ. Mà bây giờ mình thương mà mình phải có cái hành động sao để cho bà con biết mình thương đi. Thương cũng bình thường. Thế sao bây giờ? Nơi cầu ra không biết nói sao mà. Khùng không? Có khi nào về thấy mệt quá nó anh ơi massage cho không? Không, bây giờ bệnh là không có massage nổi rồi. Gì hả? Ừ. Có khi nào mà hung lén không? Không luôn. Không có luôn hả? Ừ. Chứ làm sao? Thì cũng ngồi nói chuyện vậy thôi chứ có làm sao giờ. Kêu ông bằng gì? Bằng anh. Anh ha? Ừ. Còn chú biết kêu bằng gì chú biết? Em. Em ha? Ừ. Trời ơi ngọt quá ta. Ngọt như mấy lùi vậy. Trời ơi. Thôi hung ông cái đi. Còn chú biết nè, hung vợ cái đi. Trời ơi. Còn khổ kìa. Đi bán số cực khổ tối ngày mà về còn chăm sóc vợ gì nữa thì ở gì? Dạ. Không nhiều mới được phải không con Hạnh? Dạ. Chở đi uống cà phê rồi nó ăn uống rồi. Cô là người phụ nữ hạnh phúc rồi đó. Cùng ông cái rồi cho ông sáng giờ ông mệt dữ lắm, ông đi bán số mệt dữ lắm rồi đó. Ông chút xuống coi.
Rút cái mồi thôi. Bỏ vậy chắc ngày mai chắc thêm 100 tờ số nữa quá. Hả chú biết. Gán phải không? Ừ. Nhiều quá không nổi hết trơn á, mười gạt thì lại nắng quá mình bán quá không nổi. À, nắng quá nắng phải không? Ừ. Tại lết không à, đi đâu được đâu. Hai cái chân mình không có đi được ha. Ừ. Vì lên xe chắc cũng khó khăn dữ à. Lên xe chẳng ai phơi cũ. Sao con thấy ở trong nhà đồ quá trời vậy? Nè. Thì ba đồ đó đó. Chú để thì... cái dẹp vô bớt hết rồi. Hai cái chân chú thì chú dọn không được rồi đó. Cô bệnh nữa, cô dọn cũng mệt dữ à. Ừ thì dọn thì mệt rồi. Dạ. Để nữa cắt nhà mới luôn hay sao? Cắt nhà mới thì mượn người ta tiếp. Gì hả? Mượn nhỏ em kế bên nhà nè, không qua tiếp. Dạ. Thì chú ông hay nhổ tóc bạc cho cô, cô có nhổ cho ổng không? Tóc ổng đâu nhổ? Nó tóc ổng kìa, tóc bạc quá trời luôn kìa. Bạc nhiều mà tội lỗi gì sao nhổ? Nhổ cho chọc lóc luôn á. Cục ngắn hay sao nhổ? À. Rồi chắc tối hai chồng ngủ ở trong bếp vậy đó ha? Trong vườn đó đó. Rồi chú sao cũng đi vô được? Lết từ từ vô hả? Từ từ vô. Vậy hả? Hai cái chân à. Còn nhúc nhích được hả? Ừ. Nhúc nhích được nhưng mà đứng không được ha. Đó dạ. Tê cái bị gì luôn ha. Tê cái gì luôn đó. Dạ. Đứng lần đứng nó khó. Vậy là chú thì 48, còn cô thì 62. Còn mà ăn gì nổi không trời? Không. Hỏi ngặt ngặt không à. Nó hỏi ngặt ngặt không biết đường trả lời. Già cả rồi. Chọc ghẹo cho cô chú yêu đời thế gì đâu đúng không chú Quét? Thế giờ mình buồn hoài cũng có được gì đâu đúng không? Vui lên chứ sao giờ. Buồn hoài cũng vậy. Buồn hoài cũng vậy à. Vậy chứ vô tư rồi. Đâu có gì đâu. Mình thấy vậy chứ mình nghèo khổ. Mình nghèo thì nghèo chứ. Mình lo quá thì nó cũng nghèo rồi. Đúng rồi, lo hoài cũng nghèo à. Cũng nghèo rồi. Giờ thôi, suy nghĩ hoài buồn hoài. Buồn hoài thì ngày mai cũng vậy bệnh à. Nữa. Dạ, thôi mình cười lên đi. Vô tư đi. À. Đâu có gì đâu. Tới đâu thì tới đó. Dạ, tới đâu thì tới sáng đó đi. Thì ông chở đi vô cho ông uống ly cà phê rồi mua đồ về bằng đồ ăn cái rồi đó. À. Rồi về cái ông đi bán rồi xong. Dạ. Chứ không có gì nữa. Hôm trước thì không có đi. Ông cũ đi hoài à. Rồi thôi thấy gì đi không dài. Biến đi. Vì ông thương quá còn gì nữa. Biến đi cũng chết. Tới đầu hay tới đó. Tới đầu hay tới đó đi. Đi mình vậy đi. Chứ lo thì mình cũng nghèo rồi. Lo gì nữa là lo. Bởi gì? Cũng khổ rồi. Nó tới đâu thì cũng tới. Còn thí dụ giờ cô bác anh em mà ấp được giúp đỡ thì mình mang ơn người. Dạ. Vậy thôi chứ có ai đâu. Gán bán số để dành dụm cho bà chồng găng đi. Thôi trời ơi, cắt găng thôi để tao dành dụm tao cắt nhà sướng hơn. Chồng găng ăn uống đồ. Ngồi. Nghĩ ăn đồ cứng rồi, ăn đồ cứng nó cong xịu nữa. Đi bán mà không dám ăn. Đi đem tiền về. Thì chú giữ hay là cô giữ? Đưa bả. Vậy hả? Thì ngày có 100 mấy chục ngàn à. Sáng mua đồ ăn hết mấy chục rồi. Bán được bao nhiêu tờ số chú biết? Có 150 à. 150 hả? Ngày được 150 cho hổng dài có 100, 120. 150 rồi giấc sáng thì ăn uống rồi hết nhiêu rồi? Mấy chục rồi. Ăn uống mua đồ ăn hết mấy chục rồi. Chú đem cơm theo chú biết? Đâu không có. Hay là ăn ở quán luôn? Không ăn luôn, dành tới chiều luôn. Trời đất ơi. Ừ. Vậy hả? Quán vậy mà không chịu ăn. Chiều sáng đi nhịn tới chiều luôn. Giờ ăn cơm vợ chứ không ăn cơm tiệm hả? Ừ. Vậy là vợ nấu ngon. Cũng đi nhiều khi ổng có mấy đứa cháu bên sông á. Cháu ổng á, bên sông á. Rồi nhiều khi mấy đứa nó mua cho ăn. Hay là chờ vợ nấu cơm chú biết. Cứ thi đi giờ bắt đầu có thi không ăn luôn á. Vậy hả? Nhịn đói luôn hả? Uống nước thôi. Nhịn đói luôn, uống nước không à. Trời ơi. Trời nắng. Vì khi một lần tôi đi bán cũng vậy, tôi uống nước là nhiều hơn cái đi cái ăn á. Cái đi bán này có nhiều người hỏi chán không ăn gì trên, không chán không có đói.
Rồi có nhiều người thấy hoàn cảnh vậy đó, mua nước đem lại cho uống, có nhiều cái mình không nhận nữa. Sao vậy? Mình sợ mình nhận này kia mang cái nợ cho mình, chứ không có gì. Khi người ta cho, ông không lấy. Ta cho mà, chứ mình đâu có xin đâu chú. Ừ. Ở đây nè, người ta nói người ta cho ông thì ông lấy đi, ông không lấy. Ta cho mình chứ mình đâu có xin đâu, chừng nào mình xin mình mới thiếu nợ. Ừ. Còn này người ta tự động ta cho mà. Đúng không? Khi người ta mua số, người ta không mua số, người ta cho ông 5-10 ngàn, 20 ngàn, ông không lấy. À. Ở đây người ta nói sao người ta cho mà ông không lấy, bộ ông xin người ta đâu, ông sợ. Ông không lấy. Vậy là đi bán vậy cho về cái ăn cơm vợ nấu ha. Dạ. Thích thích bà nấu món gì? Món gì cũng được, chứ yêu cần có mình ăn được rồi. À. Không cần ngon lành gì chứ, yêu cần có cơm ăn sống được, đủ sống được rồi. Chú ăn chay ăn mặn? Tương mặn cũng ăn chứ. Chay mặn là ăn được chân ha. Ừ. Cứ dạ. Ngày gầm hoặc này kia mới mới ăn. Ừ. Cô con chay ăn mặn? Mỗi lần thì gầm lớn thì ăn. Ừ, ăn mặn không à. Từ hồi bệnh tới giờ ăn mặn không à. Không ăn tương. Ừ. Tính ăn mặn, mình ăn mặn cho nó có cái sức khỏe lại cho nó mau. Ăn mặn thì nó có đủ chất hơn. Đủ chất. Nó mau. Mau bình phục. Trời ơi, chồng nhổ tóc sâu tóc bạc cho vợ luôn ha. Bởi vì thường ông gì sao bỏ được hả cô Hạnh? Ừ. Cái mình ăn tương này á, ăn cũng như là để đừng cho chất xanh con này con kia thôi. Chứ ăn tương đâu phải là dễ tu. Mình ăn tới trường không được, mình ăn tháng 4-5 ngày cũng được. Cái tu này nó khó chứ không phải dễ đâu. Con thấy ở trong cái võng á là có cái miếng tả vậy cô Hạnh. Ờ, miếng tả lót á. Ờ, vậy đó hả? Ừ. Vậy là mình bị bệnh đường ruột đó hả? Ừ, cái tư còn lót. Ờ. Có đi khám điều trị bớt không cô? Không có đi khám, từ hồi ấy mẫu gì tới giờ là không có khám rồi. Mình uống thuốc mình thấy trong mình khỏe rồi thôi à. Dạ. Chứ không có khám nữa. Có hành có gì không? Không. Nói sức khỏe là bình thường vậy luôn rồi. À. Có cái đi thì hơi cái giò hơi gung gung yếu yếu rồi thôi. Rồi khỏi đi, có ổng chở chiếc xe đi chơi rồi. Ừ. Khỏe. Đúng không? Dạ. Đây, kính thưa mọi người, thì hôm nay mình ghé thăm gia đình U 62 với U 48. Chú thì hằng ngày chú đi bán vé số. Cô thì cô ở nhà. Thì hai vợ chồng chấp nối nhau, thì cô cũng có hai đứa con gái riêng, nhưng mà có vợ có chồng về nhà chồng rồi, cô ở một mình thì chấp nối với chú. Thì chú cũng có một đời vợ, thì nghe chú cái chia sẻ thì cái hoàn cảnh của chú cũng thấy rất là xót mọi người. Chú bị tật hai cái chân không có đi được luôn. Mà trên cái chiếc xe lăn như thế này, đây cái chiếc xe lăn của chú đây. Xe này thì chế thì chạy lui với chạy tới được luôn hả chú biết? Tới lui được luôn. Dạ. Rồi vậy ba sống chén rồi để ngoài trước này luôn ha cô biết? Ừ. Rồi cho gọn ha. Dạ. Rồi đi tới đi lui cũng khó ha. Ngồi mình làm cho nó dễ hơn cái đi tới lui sao biết? Rồi ở ngoài sau gì có cái đường nào đi ra sau hè không hay là tới đó có, là hết rồi? Có cửa làm sao cả? À, vậy đó có ha. Cửa rồi, đóng cửa rồi, đâu có đi ra đâu để cửa. Dạ. Đóng cửa luôn. Dạ. Rồi thôi cô ra đây nè con. Dạ. Con gửi cho ít tiền của Mạnh Thường Quân hỗ trợ giúp cho bà con nghèo. Dạ. Để gửi cho hai vợ chồng chú có tiền xài nha. Dạ. Rồi hai chồng mình cố gắng vui vẻ lên. Yeah. Thì mong được bà con giúp đỡ cho hai chồng đó, thì con gửi cho 500 ngàn. Yeah. Dạ gửi 500 ngàn của Mạnh Thường Quân ở nước ngoài đây, gửi cho cô chú làm vốn bán vé số nha. Dạ.
Dạ. Rồi con cũng chúc bà con cũng mạnh khỏe luôn. Dạ. Bớt tài bớt độc luôn. Dạ. Cô có lời nào nữa không cô? Có lời nào không? Mà cô gì đó người gửi tiền cho dạ, đó ẩn danh ẩn danh cô ẩn danh đó à, cô nước ngoài ẩn danh ẩn danh đó rồi gửi tiền cho thì hai vợ chồng cũng rất mang ơn với mấy chú đồ giúp đỡ đồ này kia kia nọ thì cũng rất mang ơn lắm nhiều lắm thì cũng có tiền ra tiền vô cũng xài cũng đắp đổi rồi bán số dạ yeah. Thì cũng mang ơn dạ yeah. Rồi vậy thôi chào cô với chú nha dạ. Chúc cô chú dạ. Nhiều sức khỏe dạ. Cảm ơn luôn. Dạ yeah. Rồi thì kết thúc video Thảo xin kính chúc tất cả bà con cô chú anh chị và các bạn quý mạnh thường quân thật là nhiều sức khỏe. Rồi con chào hết nha. Chào dạ. Cô chú cảm nha ơn luôn.